Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhận định của tác giả Chánh Kiến trong quyển sách Sinh Lộ Cho Nhân Loại. Giai đoạn lịch sử phát triển đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh từ năm 1926 đến tháng 3 1979 như sau. Đạo Cao Đài ra đời đã đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt Nam. Tuy có sẵn những tín ngưỡng bản địa, những tôn giáo cổ truyền như Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, nhưng trong tâm hồn của người Việt, nhất là những người dân sống trên vùng đất Nam Kỳ, vẫn có nỗi trống vắng của một nhu cầu tâm linh chưa trọn vẹn, và họ mơ ước có một sắc thái tâm linh nào đó mới mẻ, sâu sắc mà không giáo điều. Sự ra đời của đạo Cao Đài đã đáp ứng điều mơ ước đó. Đạo Cao Đài tổng hợp giáo lý của các nền tôn giáo lớn. Đạo Cao Đài có tinh thần nhất nguyên, đại đồng, bình đẳng, vì cùng nhìn nhau là anh em, tất cả đều là con của Thượng Đế. Đạo Cao Đài có triết lý sâu sắc về vũ trụ và nhân sinh. Đạo Cao Đài có tinh thần xã hội, quan tâm đến đời sống của mọi người và tinh thần cộng đồng bền chặt. Từ tổ chức phước thiện, người tín đồ có viện dưỡng lão, viện cô nhi, trường học, nhà thương thí, sở dạy nghề, vân vân. Đến tổ chức ban trị sự là cấp hành chánh thấp nhất ở hương ấp, để lo cúng liên gia, quan hôn tang tế hay hòa giải khi có xích mích. Kinh lễ giáo lý của đạo Cao Đài dùng tiếng Việt nên dễ nhớ, dễ hiểu. Giáo dục thế hệ trẻ biết giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, đền thờ miếu đình, tông đường, biết kính trọng tổ tiên, hiếu thảo với cha mẹ, sống một cuộc đời lành mạnh và có ý nghĩa. Chính vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, số tín đồ đã lên đến hơn 2 triệu người. Các tín đồ Cao Đài đều tự hào nói rằng đạo Cao Đài là tôn giáo của Việt Nam. Sự gắn bó đạo pháp và dân tộc là điều được coi trọng trong tâm thức của người tín đồ. Đức Chí Tôn đã dạy, từ khi mới lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chánh trị với đạo chẳng buổi nào tương hiệp cùng nhau. Thật vậy, chánh trị vốn của người phàm được tạo ra từ thuở có xã hội loài người tới nay thành một quốc sách, đủ mưu đồ, đủ thứ xảo thuật, dám dùng mọi biện pháp để biện minh cho chủ đích. Đạo thì trái ngược hẳn, phải chân thật, minh chánh, công bình và bác ái. Chánh trị của con người, còn đạo của trời. Về niềm tin tôn giáo, ai cũng có quyền tự do tin hay không tin, nhưng bác bỏ niềm tin của người khác là một sự xúc phạm. Cái gọi là phép lạ, sự mặc khải, sự linh thiêng đã có từ các tôn giáo nguyên thủy và không ai dám cho đó là mê tín dị đoan. Đời sống là một thế giới đa dạng
và con người có vô vàn câu hỏi, từ thế giới hữu hình đến thế giới vô hình. Ngày nào còn con người, ngày đó còn tôn giáo, vì đó là sức mạnh nội tâm, chiều cạnh tâm linh của con người. Nếu sống chỉ biết có vật chất và khoa học thì thật là một thiếu sót lớn lao. Dù ý phàm không hiểu nổi ý trời, muốn hay không muốn, dù bị phá hoại đủ kiểu, thì cái gì của Chúa phải trả lại cho Chúa. Thánh ý của Đức Chí Tôn sẽ đặt thánh địa Cao Đài trở thành một nơi quốc tế hóa như thánh địa Vatican Ý của Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã, một thánh thị vô phòng thủ và không chịu sự thúc phược của bất cứ một quyền lực đời nào. Một số người nhận định đạo Cao Đài chỉ là một phong trào xã hội bộc phát, sẽ mất đi khi xã hội phát triển. Những thế hệ sau sẽ không còn ai biết đến Cao Đài. Hiện nay, hệ thống hành chánh đạo chỉ còn có hai cấp là Tòa Thánh Tây Ninh và Hương Xã. Từ vật chất đến tổ chức đạo tuy bị thu hẹp ở trong nước, nhưng sau biến cố 1975, trong số làn sóng người Việt Nam di tản, có những tín hữu mang theo niềm tin và giáo lý Cao Đài truyền bá khắp nơi. Hội đồng trưởng quản ở Tây Ninh không quản lý số tín đồ nước ngoài, nhưng có cơ quan truyền giáo hải ngoại lo việc truyền giáo và liên giao với các tôn giáo bạn. Tổ chức này đã được cơ quan Liên Hiệp Quốc thừa nhận và đã cử đại diện tham gia các hội nghị quốc tế về tôn giáo. Ngoài ra, còn có các thánh thất, các hội tín hữu Cao Đài ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Úc Đại Lợi, Nhật Bản, vân vân. Trong thế giới phẳng hiện nay, mọi người dễ dàng tìm hiểu và chia sẻ thông tin với nhau. Vì thế, mọi sự không có gì bưng bít được. Làm ngược lại trào lưu tiến hóa của nhân loại là làm chậm bước tiến hóa của chính mình. Xã hội nào càng có nhiều người biết lo tu hành, xã hội đó càng ổn định và ít tệ nạn xã hội. Hãy biết quý trọng hồng ân của Đức Thượng Đế đã dành cho dân tộc Việt Nam khi khai đạo tại một nước nhỏ bé nghèo khổ này. Đó mới thật là sự khôn ngoan và sáng suốt của người lãnh đạo. Thơ rằng: Hảo Nam Bang, Hảo Nam Bang, tiểu quốc tảo khai hội niết bàn, hạnh ngộ Cao Đài truyền đại đạo, hảo phùng ngọc đế ngự trần gian. Đức Phạm Hộ Pháp nói rằng: Chúng ta mới chỉ là những người cấm hoa tiêu mà thôi. Tôn giáo đại đạo tam kỳ phổ độ còn trường tồn đến thất ức niên, 700.000 năm. Bài nhận định đến đây là hết. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.